Sáng mùng 1 Tết, nhằm ngày 10 tháng 2, tại bến cảng hành khách, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long đầu xuân Giáp Thìn 2024. Tại buổi lễ, Vĩnh Long đón 9 hành khách quốc tế đến tham quan tại Vĩnh Long gồm các nước Hà Lan, Pháp, Ý. Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tặng quà và quà, bày tỏ niềm vui chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến với vùng đất địa linh nhân kiệt Vĩnh Long. Việc tổ chức lễ đón du khách quốc tế đầu tiên đến tỉnh Vĩnh Long trong ngày đầu năm mới chính là hoạt động nhằm giới thiệu, tôn vinh và quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đến du khách gần xa, với mong muốn du lịch Vĩnh Long tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh trong thời gian tới.